Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 1, vật kịch độc không một. Sóng xuân lãng đãng, dương liễu rủ bờ đê, một thiếu nữ búi tóc hai bên cúi đầu rất ngựa đi về phía trước. Ánh nước lấp lánh bên người, mặt hồ rộng lớn, Ánh mặt trời nhàn nhạt, nhạt chiếu tới từ hướng đông bóng nàng trải dài trên mặt đất dáng người yểu điệu vô cùng xinh đẹp nàng họ trung tên xuân kế là học trò của tuyết tuyến tử địa vị tuyết tuyến tử trên giang hồ cực cao trò quý nhờ thầy tuy mới hành tẩu giang hồ chưa đầy hai năm nhưng người trong giang hồ đều biết đến nữ đồ đệ xinh đẹp của tuyết tuyến tử hành hiệp trượng nghĩa đã nhiều lần làm được chuyện sảng khoái mà nam nhi cũng không làm được nhưng cảnh xuân phơi phới, con trẻ đã dạng danh giang hồ như thế mà trông nàng lại chẳng có vẻ gì là vui. Nàng dắt theo mai hoa nhi nổi danh giang hồ, thả bước dọc theo triền đê hồ Tiểu Yến. Cảnh sắc hồ Tiểu Yến lay động lòng người, dương liễu ven hồ tựa như mây khói, mà với nàng cũng chẳng khác gì mây khói thoảng qua, không lưu lại chút gì nơi đáy mắt. Trong lòng nàng thầm nghĩ, hắn, hắn, ầy. Hắn mà nàng nghĩ đến trong lòng là Uyển Úc Nguyệt Đán, công chủ của Bích Lạc cung. Tuyết Tuyến từ hành tung bất định, một năm nàng cũng chẳng gặp được mấy lần. Nàng sống ở Tuyết Đồ Sơn Trang nằm ngay dưới chân Miêu Nha Phong văng bóng người qua lại, từ nhỏ đã lẻ loi cô độc lớn lên trong sơn trang. Mấy năm trước, Bích Lạc cung thần bí trong giang hồ truyền đến đỉnh Miêu Nha Phong làm hàng xóm với nàng. Từ đó nàng quen biết Uyển Úc Nguyệt Đán. Người này ôn nhã như ngọc, lối trò chuyện khiến người nghe như chìm đắm trong cơn gió xuân. Nàng khi ấy 15 tuổi đem lòng cảm mến hắn, nhưng chẳng qua chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nghe nói hắn đã sớm có phu nhân, nhưng cho đến giờ nàng vẫn chưa từng gặp mặt vị uyển úc phu nhân ấy. Gần hai năm hành tẩu giang hồ, nàng chỉ mong có thể quên đi hắn. Nhưng nàng cất bước một mình, càng đi lại càng cô độc, lại càng nhớ hắn. Mà hẳn là hắn sẽ không nhớ nàng chút nào phải không? Trung Xuân Kế gượng cười nhàn nhạt, ngừng đầu lên chỉ thấy sóng nước mênh mông, một chiếc thuyền trải đang đánh cá giữa hồ, cảnh sắc yên bình, cuộc sống của người khác vậy mà mỹ mãn đến thế. Nàng rất ngựa đi về phía trước, đi thêm chừng 10 trượng nữa, chợt thấy trên mặt đất có một loạt dấu chân ngựa lạ, cũng có vết bánh xe, vậy là cách đây không lâu có một chiếc xe ngựa vừa đi qua nơi này trung xuân kế hơi nhíu đôi lông mày thanh tú hồ tiểu yến ở nơi hẻo lánh đường đất gập ghềnh xe ngựa không dễ đi thế mà lại có người đủ bản lĩnh đánh xe ngựa tới đây nàng là học trò của thầy giỏi chỉ nhìn thoáng qua cũng biết người ngồi trên xe nhất định là người trong võ lâm thế là lòng hiếu kỳ nổi lên nàng lên ngựa thong thả lần theo dấu vết cỗ xe kia để lại vết xe ngựa chậm rãi men theo bờ hồ dấu chân hơi lộn xộn nàng càng đi càng cảm thấy ngờ vực, chẳng lẽ người trong xe không nài ngựa, để cho ngựa thả vó tự do quanh bờ hồ. Đi chẳng bao lâu đã gặp một chiếc xe ngựa đậu bên dưới vách đá ven hồ Tiểu Yến, nàng xuống ngựa lấy roi ra vén màn cửa lên, bất ngờ giật mình. Người trên xe ngã gục ở ghế ngồi, một thanh phi đao xê ấm vào lỗ âm ngực chưa lút cán. Phi đao kia lưỡi sáng như tuyết, thân đeo khoen bạc, chính là nhất hoàn độ nguyệt. Trung Xuân Kế nhìn quanh quất bốn bề, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Nhất hoàn độ nguyệt này chính là binh khí nổi danh của thiên thượng vân chỉ vân, nghe nói kẻ này tính tình quái gở, lui tới một mình, dù là người trong hắc đạo nhưng danh tiếng rất tốt, không biết vì sao chỉ vân lại giết chủ nhân cỗ xe ngựa này. Lẽ nào kẻ này là tham quan ô lại, hay là trên người mang theo kỳ chân dị bảo cướp được từ đâu đó, rồi lại bị chỉ vân cướp tiếp? Nhưng chỉ vân xưa nay chỉ cướp tiền cướp hàng tuyệt đối không giết người, cớ sao lại ra tay với người này nặng như thế. Nàng lấy cán roi ngựa nhẹ nhàng nâng mặt thi thể kia lên, chỉ thấy trên mặt đầy vết ban đỏ vô cùng đáng sợ, nhưng người này mặt mũi đoan chính, tuổi tác còn trẻ, nhìn thoáng qua còn hơi quen mắt. Là thi đình hạc, trung xuân kế giật mình hoảng sợ, người chết này chính là thiếu hiệp giang hồ thi đình hạc cách đây hai năm đã đánh bại kiếm vương dư khắp phương nàng đã từng có duyên gặp thi đình hạc một lần người này từ sau khi đánh bại dư khớp phượng đã nổi danh khắp thiên hạ giết tàn dư còn sót lại của tế huyết hội xông vào bình trúc tự giết ngũ điệp vương đã làm nhiều chuyện kinh thiên động địa đã dần dần đi theo hướng thay chỗ giang nam phong trở thành minh chủ võ lâm mới cớ sao lại đột một chết ở đây kiếm thánh thi đình hạc chết dưới đao của chỉ vân chắc chắn là chuyện lớn chấn động giang hồ nhưng vì sao vì sao chỉ vân phải giết thi đình hạc võ công của chỉ vân lẽ nào còn cao hơn thi đình hạc ư nàng thả thi thể thi đình hạc ra với tay ra phía cổ hắn thăm dò xem liệu có còn hơi ấm không nếu thi thể chưa lạnh có khi chỉ vân vẫn còn quanh quẩn đâu đây tay nàng vừa vươn ra đột nhiên trên đỉnh đầu có người lạnh lùng cất tiếng ngươi cứ thử chạm vào hắn đi rồi ngày mai sẽ có kết cục không khác gì hắn trung xuân kế giật nảy mình ngẩng đầu lên thì thấy một người áo trắng như tuyết, vắt chân ngồi trên xe ngựa của thi đình hạc, liếc xéo nàng đầy vẻ khinh thường, nha đầu đeo dao găm tiểu đào hồng, chắc là học trò của tuyết tuyến tử nhỉ. Chẳng lẽ tuyết tuyến tử không dạy ngươi, đồ của người khác nhìn thì được nhưng chớ có động vào à? Tuổi tác kẻ này không lớn, ước chừng 27-28, dáng người cao lớn, trông rất phóng khoáng tiêu sái, vậy mà mở miệng lại gọi nàng là tiểu cô nương nàng cũng không nổi giận, chỉ vào thi thể của thi đình hạc, chẳng lẽ người chết này là của ngươi sao? Nhìn kiểu cách ăn mặc và tính khí này thì đây chắc chắn là thiên thượng vân chỉ vân. Người này là lão tử giết, đương nhiên là của lão tử rồi. Chỉ vân lạnh lùng nói, nếu ngươi giết chim chỉ vịt rời trong rừng, chim chỉ vịt rời kia không phải của ngươi thì của ai? Trung Xuân Kế đáp trả, thi đình hạc đường đường là thiếu hiệp, sao ngươi lại giết hắn? lại còn hạ loại độc kỳ quái gì lên người hắn nữa. Giang hồ đồn rằng Chỉ Vân là một hán tử tuy ở hắc đảo nhưng quang minh lỗi lạc, theo ta thấy thì chưa chắc đâu. Chỉ Vân lạnh nhạt nói, lão tử quang minh lỗi lạc hay đê tiện vô sỉ không tới lượt danh con như ngươi đánh giá. Thi đình hạc uống cấm dược, độc tính làm cho hắn người không ra người quỷ không ra quỷ, lão tử ngoại trừ giết hắn cũng không còn cách nào khác. Nếu không hắn đi tới đâu truyền độc tới đó thì ai mà chịu nổi? Trung Xuân Kế kinh ngạc hỏi, "Uống cấm dược? Cấm dược gì cơ?" Chỉ Vân đáp, "Tinh quỷ cửu tâm hoàn, nha đầu như ngươi làm sao mà biết nó là thứ gì?" Trung Xuân Kế nói, "Ta quả thực không biết, nhưng Thi thiếu hiệp danh tiếng lẫy lừng, đâu cần uống cấm dược gì gì đó." Chỉ Vân lạnh lùng nói, "Nếu không uống cấm dược, làm sao hắn đánh thắng được Dư Khấp Phượng?" Trung Xuân kế ngẩn ra không nói gì nữa, chỉ nghe Chỉ Vân tiếp lời. Sau khi uống tinh quỷ cửu tâm hoàn, công lực người luyện võ tăng gấp hơn hai lần. Có điều một khi độc tính phát tác sẽ nổi ban đầy mặt, vừa xấu xí vừa ngứa ngáy. Hơn nữa công lực lại giảm đi, đau đến chết đi sống lại. Nếu như không tiếp tục uống loại thuốc độc này thì dẫu có là thần tiên cũng không sống nổi. Ha, đáng sợ hơn nữa là lúc phát độc, cả người sẽ toàn là độc người ngoài nếu dính vào dù chỉ một chút cũng sẽ chịu kết cục y như hắn. Tinh quỷ cửu tâm hoàn còn rất đắt, cho dù thi đình hạc là nhân tài mới nổi, tài trí kiệt xuất trong giang hồ mà muốn uống loại thuốc độc này thì cũng buộc phải cướp của giết người, làm mấy chuyện phi pháp. Trung Xuân Kế nói, cái này cũng chưa chắc, chỉ vân lạnh nhạt hỏi, người nghĩ hắn giết tàn dư của tế huyết hội, còn xông vào bình trúc tự để làm gì? Trung Xuân Kế đáp, đương nhiên là để trừ hại cho giang hồ. Chỉ vân suy một tiếng, số của cải châu báu mà vị thiếu hiệp này cướp từ tế huyết hội và bình trúc tự trị giá tổng cộng 10 vạn lượng bạc trắng, đã tiêu không còn một đồng, hôm nay lại chạy tới nhà Trần Viên Ngoại ở Trấn Yến để cướp tiền, bị ta bắt gặp bám theo, một đao giết chết. Trung Xuân kế nhíu mày, toàn bộ đều là lời nói một phía của ngươi, làm sao ta tin được. Người giết thi đình hạc, kiếm hội trung nguyên nhất định sẽ không để yên cho ngươi. Chỉ vân liếc mắt khinh thường, nếu lão tử sợ thì vừa rồi đã giết ngươi diệt khẩu. Hắn nhảy từ trên xe xuống, tiểu nha đầu tránh ra. Trung xuân kế lui một bước, chỉ vân liền vung ống tay áo, mồi lửa đã châm bay lên trần xe ngựa, bén vào lớp vải dầu, ngọn lửa bùng lên mãnh liệt. Nàng âm thầm giật mình, hành động của chỉ vân vô cùng nhanh gọn, trong lúc nàng còn đang mẩn ra thì hắn đã tung người lên, chỉ thấy thấp thoáng bóng trắng thoát ẩn thoát hiện ở vách núi rồi mất tăng thân thủ nhanh quá nàng đứng bên ngọn lửa nhìn thi thể thi đình hạc bốc cháy đột nhiên cúi xuống nhặt mấy cành củi khô cỏ dại lên ném vào đống lửa cho cháy mạnh hơn thi thể kia dần dần hóa thành cho bụi nàng khe khẽ thở dài cho dù thật sự có độc thì giờ này chắc cũng không sao rồi nhỉ thế còn chuyện tinh quỷ cửu tâm hoàn mà chỉ vân nói là thật hay giả nếu chuyện này có thật tức là ai cũng mưu đồ toan tính có được võ công tuyệt thế thì thật quá đáng sợ, rất ngựa chậm chậm quay về, trong lòng lại nghĩ đến người kia, nếu người ấy ở đây thì sẽ thế nào? Người thông minh như Nguyệt đán sao tự dưng lại nhốt mình trên miêu nha phong, đến chết cũng không bước vào võ lâm. Chàng còn trẻ vậy mà, cưỡi ngựa đi qua hồ Tiểu Yến cảnh sắc như tranh vẽ vừa thấy ban nãy, con thuyền trải trên hồ đã không còn bóng dáng. Nàng quất roi, hô một tiếng điều khiển ngựa chạy ra khỏi núi bên trong lùm cây cạnh hồ tiểu yến hai thanh niên trẻ tuổi quần áo lộng lẫy đang nướng cá thấy mai hoa nhi của trung xuân kế chạy qua người mặc áo xanh than tuyết tuyến tử đã khó đối phó lắm rồi thôi đừng chọc vào con bé ông ta dạy dỗ thì hơn người áo tím thản nhiên nói hoa vô môn trước giờ vẫn thương hoa tiếc ngọc người áo xanh được gọi là hoa vô môn hỏi à ta thương hoa tiếc ngọc đã đành, thế sao ngươi không giết đi? Ta biết thừa thảo vô phương không phải đối thủ của chỉ vân, ha ha ha. Người áo tím tên thảo vô phương, biết rồi thì có cần phải nói ra miệng thế không? Tổn thương sĩ diện của người ta, hoa vô môn nói, rồi rồi rồi, có điều hôm nay để cho Trung Xuân kế nhìn thấy tình trạng chúng độc chết của thi đình hạc. Nếu không giết nàng ta thì đến lúc về gặp tôn chủ chỉ e khó ăn khó nói. Thảo vô phương cắn một miếng cá nướng rồi thản nhiên đáp, có gì khó đâu. Đợi nàng ta đi khỏi đây, chỉ vân không có mặt thì một đao chém chết nàng ta là xong. Hoa vô ngôn cười nói, một đao chém chết thì ta không nỡ đâu, chỉ bằng lấy mộng trung túy hạ độc chết nàng ta, đảm bảo tuyệt đối không đau. Thảo vô phương nhắm mắt, hạ độc chết cũng được, nhân nước chết cũng được, từ giờ đến canh ba đêm nay mà nàng ta chưa chết, ta sẽ một đao chém chết nàng ta trung xuân kế phi ngựa ra khỏi yến sơn đã là gần trưa nàng nhìn thấy ven đường cách đó không xa có một quán trà liền xuống ngựa hỏi chủ quán có màn thầu không quán trà này chỉ có một người đàn ông trung niên đang lau bàn thấy một cô nương trẻ trung xinh đẹp rất ngựa tới vậy mà sợ hết hồn trong lòng nghĩ đây chẳng lẽ là hồ tiên giữa ban ngày ban mặt ở chốn rừng sâu núi thảm này đào đâu ra tiên cô chứ tôi tôi chủ quán lắp bắp nói quán tôi không có màn thầu, chỉ có mì gạo thôi. Trung Xuân Kế mỉm cười, vậy lấy cho ta một bát mì gạo. Nàng tìm một cái ghế ngồi xuống, quán trà này nằm ngay cửa thôn, đi thêm một chút nữa sẽ tới một thôn nhỏ, Xuân về hoa nở, người trong thôn đi đi về về hết sức bình yên. Trong lòng nàng khẽ thở dài, dân chúng bình thường không biết võ công, sống cả đời cặm cụi trong núi cầy bừa dệt vải nhưng lại vô lo vô nghĩ hơn nhiều so với những người trong võ lâm chủ quán lấy cho nàng một bát mì gạo, nàng bê lên hớp một ngụm nước dùng, chợt cảm thấy khác thường liền bỏ xuống nhìn, chủ quán, trong nước dùng lẫn cháo kia, sao lại thế? Chủ quán là lên, tôi đổi bát khác cho cô ngay, nồi này vừa dùng để ninh cháo, chắc vợ tôi rửa chưa sạch, thật có lỗi với cô nương. Trung Xuân kế khẽ mỉm cười, nàng nếm ra trong nước dùng không có độc nên cũng không so đo một bát mì làm chi, nhà chủ quán còn có con nhỏ chuẩn bị chưa chu đáo cũng không trách được. Chủ quán lúng túng đáp, không phải không phải, tôi và vợ đều đã bốn năm mươi tuổi rồi, là đường công tử trong quán trọ nhờ vợ tôi nấu cháo giúp. Trung Xuân Kế ngạc nhiên hỏi lại, đường công tử, chủ quán đáp, đường công tử đến từ kinh thành đó, dẫn theo một đứa bé mới bốn năm tháng tuổi. Người ta là con nhà có ăn có học, nhìn khác hẳn đám người chân lấm tay bùn bọn tôi, mà nhìn xứng đôi với cô nương lắm luôn á. Ông ta mới nói chuyện với Trung Xuân Kế vài câu đã cảm thấy thân quen, người ở nông thôn không biết kiêng kỵ, nghĩ gì thì thuận miệng nói nấy luôn. Trung Xuân Kế biết ông ta chỉ vô ý mạo phạm, nàng khẽ cười, ăn bát mì gạo kia rồi thanh toán tiền, lại hỏi, quán trọ trong thôn đi đường nào vậy? Trong thôn chỉ có một con đường thôi, chủ quán cười nói, cô cứ đi hướng kia là thấy. Trung Xuân Kế vỗ vỗ ngựa, rất theo Mai Hoa Nhi. Quả nhiên đi chưa tới 20 trượng đã thấy quán trọ duy nhất trong thôn, treo biển tiên khách lai. Quán trọ cụ nát, tồi tàn thế kia mà lại có cái tên phong nhã đến vậy. Nàng bước qua cửa quán trọ, bên trong chỉ có một người phụ nữ trung niên chừng 40 tuổi, chủ quán, ta muốn ở trọ. Người phụ nữ trung niên kia chỉ ngồi xổm dưới đất rửa rau không ngẩng đầu lên. Trung Xuân kế nhíu mày hỏi lại, "Chủ quán, bà ta bị đần, không lẽ ngươi cũng đần nốt?" đột nhiên có giọng nói quen thuộc từ trong phòng vọng ra, sao đi đến đâu cũng gặp nha đầu nhà ngươi vậy. Trung Xuân Kế lập tức lùi lại mấy bước, chỉ thấy một người áo trắng hào sảng vén rèm cửa trong phòng rung rung xài bước ra ngoài, không ngờ lại là chỉ vân. Ngươi, nàng giật mình kinh ngạc, mặt đã hơi tái đi. Sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ chỉ vân đi còn nhanh hơn nàng cưỡi ngựa? Lão tử thích ở đâu thì ở. Chỉ vân trợn mắt nhìn nàng, sao ngươi lại ở đây? Trung Xuân Kế lấy lại bình tĩnh, ta có hẹn gặp Giang Thành ở Hồ Tiểu Yến. Chỉ Vân nói, hắn không đến đâu, tín nhạn Giang Thành xưa nay đã nói là phải giữ lời, nhất định không sai hẹn vô cớ. Nàng bình tĩnh lại, quan sát Chỉ Vân một lượt từ đầu đến chân, âm thầm suy đoán xem tại sao hắn lại ở đây. Chỉ thấy trên người hắn lấm tấm vết trắng, hóa ra là vết cháo dính lại, trong lòng thấy buồn cười, chẳng lẽ hắn chính là đường công tử mà chủ quán trà nhắc đến tín nhạn Giang Thành đương nhiên sẽ không sai hẹn vô cớ, nhưng hắn đã bị thi đình hạc phanh thây làm bốn mảnh ném xuống hồ Tiểu Yến từ lâu rồi. Chỉ Vân lạnh nhạt nói, Giang Thành hẹn ngươi nhất định là có việc nhờ lão già chết toi tuyết tuyến từ kia giúp đỡ. Nếu việc này còn liên quan đến thi đình hạc thì hắn đương nhiên muốn giết người diệt khẩu, có gì mà lạ. Trung Xuân kế hoảng sợ, nghẹn ngào nói, sao cơ? Giang Thành chết rồi, chỉ Vân mất hết kiên nhẫn, chết đến không thể chết thêm lần nữa, thi thể làm mồi cho cá ăn rồi. Trung Xuân kế mặt mũi biến sắc, hắn nói có việc quan trọng muốn gặp sư phụ ta, ta, ta còn không biết là chuyện lớn đến mức nào. Chỉ Vân cười lạnh, quá nửa là liên quan đến tinh quỷ cửu tâm hoàn, dù sao ta cũng giết thi đình hạc thay hắn, hắn cũng chẳng còn gì lăn tăn nữa. Trung Xuân kế tức giận nói, ngươi nói vậy mà nghe được à? Nhìn tác phong của ngươi đâu phải loại rốt nát danh tiếng cũng không phải từ trên trời rơi xuống, vậy mà sao nói chuyện bạc bẽo thấy ớn. Chỉ vân đảo mắt, tiểu cô nương nói chuyện không biết lớn nhỏ cao thấp, lão tử không thèm chấp đứa kém cỏi Hắn phất tay áo quay về phòng, trung xuân kế vội đuổi theo hắn, đợi đã, người tận mắt nhìn thấy thi đình hạc giết giang thành. Lời còn chưa hết, nàng đột nhiên nhìn thấy khung cảnh bên trong phòng, tức khắc ngần người trong căn phòng trọ đơn sơ cũ nát chỉ kê một chiếc giường một cái ghế, có người tựa ở trên giường, bên cạnh là một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say. Người đang nằm tựa trên giường kia là một thiếu niên công tử, tuổi không quá 21-22, nước da trắng ngần, phong thái nho nhã ôn hòa. Nếu lông mày bên trái của y không in một vết sẹo mờ mờ thì có thể coi là một công tử phong nhã, đáng tiếc vết đau cắt ngang lông mày, không tránh được tướng phúc mong chỉ thấy y nhắm mắt lại, hai tay chồng lại đặt lên chăn, lông mày hơi nhíu, dường như cơ thể có chỗ nào đó khó chịu. Đứa trẻ ngủ trên giường mới chỉ 4 năm tháng tuổi, khác hẳn với y, chồng trắng trẻo mũm mĩm, lanh lợi đáng yêu, ngủ say sưa vô cùng. Bên trong phòng trọ có một người ốm yếu và một đứa trẻ con, nàng kìm lòng không nổi mà lặng lẽ lùi lại một bước. Người bệnh này là ai? Đứa trẻ kia lại là ai? công tử thiếu niên dáng vẻ ốm yếu trong phòng từ từ mở mắt đã đến đây thì là khách chỉ vân đi pha trà chỉ vân gắt gỏng sao ngươi lại có thể sai ta pha trà cho tiểu nha đầu này thiếu niên công tử kia bình tĩnh nhẹ nhàng nói đã đến đây thì là khách năm ngón tay chỉ vân siết chặt thành năm đấm nghiến răng nghiến lợi hồi lâu mới gắng gượng đáp vâng rồi quay người đến phòng bếp pha trà trùng xuân kế vừa hoảng sợ lại vừa buồn cười tính tình tên chỉ vân này ngang ngược mà lại có người sai tới sai lui hắn như nô bộc vậy, đúng là vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Không biết người này rốt cuộc là ai? Ta họ đường, người bệnh trên giường mỉm cười nói, chỉ vân trước giờ nói chuyện lúc nào cũng huynh hoang cay nhiệt, chắc đã làm cô nương giận rồi. Trung Xuân Kế không nhịn được mà hỏi, không biết đường công tử là thế nào với chỉ vân? Đường công tử lấy trong ngực ra một vật rồi rũ rũ, Trung Xuân Kế nhìn thấy rõ ràng, a à lên một tiếng, không biết nên khóc hay nên cười. Hóa ra đó là khế ước bán thân, chỉ vân mới lên 8 tuổi đã bị bán cho nhà họ đường làm thư đồng. Nhà họ đường ở Kinh Thành vừa lớn vừa nổi tiếng, chính là Phủ Quốc trượng Đương Triều, Quốc trượng đường Vi Khiêm làm quan bộ hộ, đứng vào hàng tam công, con gái ông là đường vân được phong vân phi. Nếu vị thiếu gia này họ đường thì hẳn là nghĩa tử đường Vi Khiêm nhận nuôi cách đây 3 năm. Đường Quốc Cửu Đường Lệ Tư. Tuy bây giờ Chỉ Vân đã có danh tiếng trên giang hồ, tới lui một mình không phụ thuộc ai, nhưng gặp thiếu gia ngày trước thì vẫn mang thân phận thư đồng. Chẳng trách Đường Lệ Tư có thể sai hắn đi pha trà, có điều, có điều với tính tình thân phận và võ công tuyệt thế của Chỉ Vân, sao lại phải nghe lời sai bảo của Đường Lệ Tư? Trong lòng nàng nghi hoặc nhưng cũng không tiện đoán bậy đoán bạ chỉ thấy mặc dù đường lệ từ mỉm cười nhưng giữa hai hàng chân mày vẫn mang theo chút đau đớn, không nhịn được hỏi, công tử khó chịu ở đâu sao? chương 2, vật kịch độc không hai Đường lệ từ lại nhắm mắt, chỉ vân đã bê trà trở lại phòng, đặt một ấm trà pha nước lạnh đánh bịch xuống trước mặt trung xuân kế rồi lạnh lùng nói, uống. Trước sự ngạc nhiên của nàng, đường lệ từ mỉm cười nói. Thuật pha trà của chỉ vân có một không hai trong thiên hạ, cô nương đừng ngại thử một lần xem sao. Chả có thể giải tỏa yêu phiền, coi như chỉ vân nhận lỗi với cô nương. Hai mắt chỉ vân nhìn bâng quơ, cười nhạt không nói. Trung xuân kế vào thế leo lên lưng hồ rồi khó mà xuống, đành miễn cưỡng uống một ngụm, gượng cười nói, đường công tử nói phải, ta còn có việc quan trọng phải cáo từ, đã quấy dày hai vị rồi. Uống xong chén trà pha nước lạnh, một mùi vị kỳ lạ dâng đầy trong cổ họng, nàng vội vàng đi vào một gian phòng trọ khác rồi đóng cửa lại. Người thật biết cách đóng vai người tốt, chỉ vân lạnh lùng nói, đường lệ từ nhắm mắt mỉm cười, cô nương nhà người ta dù gì cũng uống trả ngươi pha, chẳng lẽ không bớt giận. Chỉ vân hư lạnh, rõ ràng ngươi mới là đứa chọc giận lão tử. Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp, thi đình hạc giết Giang Thành, nếu Giang Thành đến hồ Tiểu Yến là muốn thông qua tiểu nha đầu kia để tìm lão già chết toi tuyết tuyến tử vậy thì ít nhất đã có nhạn môn biết chuyện về tinh quỷ cửu tâm hoàn. Muốn điều tra tinh quỷ cửu tâm hoàn, nếu phải tra đến nhạn môn thì chi bằng đi theo trung xuân kế, chân mày đường lệ từ hơi nhíu lại, có điều, có điều. Hai tay y vốn đặt trên chăn, đè nhẹ lên phần eo, mà lúc này lại hơi dùng sức siết chặt tấm trải giường. Ưm, chỉ vân vội chạy tới, hơn ba năm rồi mà cái tật đau bụng của ngươi vẫn không khá hơn chút nào, đại phu trong kinh thành chẳng làm được trò trống gì. Đường lệ từ khẽ cười, ba năm nước ta nói ngươi không phải cua cá trong ao, hiển nhiên ngươi không phải cua cá trong ao. Ba năm trước ta đã nói bệnh này không chữa được, thì hiển nhiên là không chữa được. Chỉ vân cười khẩy, ý ngươi là ngươi nói đâu chung đấy, không bao giờ sai. Đường lệ từ đáp, đương nhiên rồi, chỉ vân nổi điên, nếu không phải lão tử thấy ngươi bệnh tật nằm bẹp trên giường không lết dậy nổi thì đã sớm đi nhạn môn rồi đâu có ở đây cho ngươi chọc tức đường lệ từ vẫn chỉ mỉm cười ngươi quyết định phải đi nhạn môn à lão tử tính nhầm tổ sư bố nó thi đình hạc lại phanh thây giang thành làm bốn mảnh chỉ vân lạnh lùng nói tinh quỳ cửu tâm hoàn chơi vui như thế không chơi với nó đến cùng thì khác nào vứt hết mặt mũi lão tử chứ đường lệ từ nói ngươi muốn đi thì đi ta còn có việc riêng. Chỉ Vân ngờ vực nhìn y, ta thật sự nghi ngờ có phải ngươi cố tình giả vờ ốm đau để hành lão tử không? Đường lệ từ ho nhẹ, việc này, nếu ta nói không phải thì ngươi cũng đâu có tin. Chỉ Vân lại phát điên lần nữa, đời này kiếp này lão tử không muốn nửa đường chạm mặt con hồ ly tóc trắng nhà ngươi nữa. Hầu hạ ngươi nửa năm mà chưa bị ngươi chọc tức chết đã là phúc bảy mươi đời nhà lão tử rồi. Một bóng áo trắng vọt ra ngoài cửa, phất áo bỏ đi. Đường lệ từ mỉm cười nhắm mắt lại, hai tay đặt lên chăn, vẻ mặt bình thản. Đứa trẻ nằm bên cạnh y đã bị tiếng hét của chỉ vân đánh thức từ lâu, ấy vậy mà chỉ tròn xoe hai mắt, hai tay nắm chặt lấy mái tóc đường lệ từ không ngừng lôi lôi kéo kéo, nghịch ngợm vô cùng chăm chú, không hề quấy khóc. Ánh mặt trời ngoài cửa nhàn nhạt, sắc xuân giạt rào, trong phòng âm u ảm đạm chỉ vài tia nắng hắt vào, thấp thoáng chiếu lên mái tóc mềm mại trơn bóng màu xám cho của Đường Lệ Tư lúc Chung Xuân kế chạy vào gian phòng trọ bên cạnh thì cơn giận cũng đã tiêu tan Chỉ Vân tuy độc mồm độc miệng nhưng không có ác ý Huống chi hai bên chỉ là bèo nước gặp nhau không cần phải quá để tâm đến sự khó ưa của hắn làm gì đóng cửa phòng lại nàng tự rót cho mình một cốc trà lạnh uống một hớp trong lòng đầy ắp phiền muộn chẳng thể nói ra giang thành bị thi đình hạc giết chết thi đình hạc lại bị chỉ vân giết một chuỗi tội nghiệt dường như đều liên quan đến loại thuốc mà thi đình hạc uống chẳng qua nàng thấy rõ đây là điểm báo đại họa sắp ập tới trong giang hồ nhưng trong lòng lại không thể nào tập trung suy nghĩ đầu óc miên man lại chợt nghĩ nếu người ấy bước vào giang hồ có lẽ có lẽ tình hình sẽ không đến nông nỗi này uống mấy ngụm nước mát nàng nhẹ nhàng thở dài chợt nghe thấy phòng cách vách có tiếng trẻ con cười khanh khách thì thoáng ngẩn ngơ. Vị đường lệ từ với thân phận cao quý là nghĩa tử của quốc trưởng, tại sao lại mang theo một đứa trẻ bôn ba giang hồ? Những chuyện kỳ lạ trên đời này quả thực không đếm xuể. Bên ngoài quán trọ tiên khách lai có hai hán tử đi giày rơm mặc áo vải tiến vào, vỗ vỗ người phụ nữ trung niên hơi ngốc nghếch kia rồi bước vào gian phòng trọ cuối cùng còn trống trong quán trọ. Một trong hai người nói, Thảo vô phương, đúng như ta và ngươi đã đoán, tên chỉ vân kia đi xa rồi. Hắn mặc kệ nha đầu họ chung để phi đến nhạn môn. Người còn lại nói, ha ha, đã vậy thì ngươi hạ độc chết nha đầu kia đi rồi mình cùng mang đầu nàng ta về báo cáo. Trong lúc nói chuyện, người phụ nữ trung niên ngồi ngoài cửa kia đã vẹo cổ gục sang một bên giống như đang ngủ. Trung Xuân Kế lấy lại tinh thần, lấy giấy bút ra cẩn thận viết cho tuyết tuyến từ một phong thư kể lại tường tận mọi chuyện. Có điều tính khí tác phong của tuyết tuyến tử còn quái gở hơn cả chỉ vân, cho dù nàng là đồ đệ thì cũng không dám chắc phong thư này có thể thuận lợi đưa đến tay tuyết tuyến tử. Nàng kể trong thư chuyện tinh quỷ cửu tâm hoàn như lời chỉ vân nói, mời sư phụ ra tay giúp đỡ, nếu sư phụ đọc thư nhận lời thì mời người một tháng sau gặp gỡ tại nhạn môn. Viết thì viết thế, nhưng nàng cũng không chắc tuyết tuyến tử đọc hay không đọc, để ý hay mặc kệ. Ngòi bút hạ xuống tuy là mời sư phụ rời núi nhưng lại vô tình coi sư phụ như người ấy, nếu có thể mời được nguyệt đán rời núi thì hay rồi. Sâu so, trong lòng nàng biết tất cả chỉ là hoa rơi nước chảy, hết thảy đều vô ích mà thôi, nhưng vẫn không ngăn được mình ảo tưởng. Bên ngoài cửa sổ có một người đi tới, khẽ gõ lên cánh cửa, cô nương, tiểu sinh có chuyện muốn hỏi. Trung Xuân Kế nghe tiếng liền ngừng đầu lên, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ có một người trẻ tuổi mặc áo màu nâu mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra. Nàng thấy sai sai, hoảng sợ rút kiếm, nhưng kiếm trong tay mới rút ra được một nửa thì nàng đã ngửi thấy một mùi hương hoa ngào ngạt phảng phất, đầu lập tức choáng váng, tay trái vơ vội chiếc nghiên mực trên bàn ném ra ngoài. Một tiếng bịch vang lên, nghiên mực rơi xuống đất, mực văng tung tóe ra đất. Hoa vô môn chắp tay ung dung bước vào phòng, đi đến kế bên trung xuân kế, vuốt vuốt mờ u bàn tay lên gương mặt yêu kiểu như hoa xuân của nàng. Đáng tiếc, đáng tiếc, một bông hoa đẹp. Người còn lại đứng ngoài cửa sổ thản nhiên nói, nếu người không nỡ ra tay thì để ta. Hoa vô môn lấy từ trong ngực ra một chiếc bình ngọc nhỏ, nói với Thảo vô phương, nín thở. Thảo vô phương ngoài cửa sổ vụt biến mất, hoa vô môn mở nắp bình, trong bình tràn ra một làn khói màu xanh lục nhàn nhạt mờ ảo hoa cỏ trong phòng lập tức khô héo bản ghế phát ra tiếng xì cực nhỏ xém đen cả một mảng lớn trong chớp mắt mặt trung xuân kế vốn trắng nõn chuyển thành màu xanh tím theo làn khói mịt mờ màu xanh lục kia lan tỏa hoa cỏ cây cối bên ngoài phòng cũng héo vàng đột nhiên phòng bên cạnh vang lên tiếng trẻ con cao giọng khóc qua hoa, hoa vô ngôn hừ một tiếng rồi thu cái bình lại chỉ nghe thảo vô phương ngoài cửa quát lên, rồi lại có tiếng rào rào, một làn nước lạnh bỗng tạt vào từ cửa sổ, xua tan làn khói xanh lục mù mịt trong phòng. Làn nước kia nặng nề rơi xuống đất, biến thành một thứ nước kỳ lạ màu xanh lục, nước chảy tới đâu mặt đất nám đen đến đó. Mặt mũi hoa vô môn biến sắc, công lực phải cao cỡ nào mới có thể hắt nước phá tung cửa sổ mà vào. Hơn nữa, kẻ nào có thể liếc mắt là nhìn ra mộng trung túy của hắn tuy không thể dùng nước để giải nhưng lại có thể hòa tan bằng nước. Thảo vô phương đứng bên ngoài chỉ thấy một người bước ra từ phòng cách vách, quần áo đơn sơ, đi đôi giày vải, xóa mái tóc dài giống như mới vừa thức dậy. Hắn chỉ nhìn được đến đây, còn người này lấy vải tích nước mưa trong vườn thế nào, hát nước thế nào, phi đến bên cạnh mình vỗ một cái như thế nào thì hắn hoàn toàn không thấy vừa bị người kia vỗ hắn đã lập tức tê dần nửa người, lại không thể nào ra tay đánh lại hay né tránh, thậm chí miệng lưỡi còn tê liệt mất cảm giác không nói được gì. Hoa vô ngôn trong phòng khẽ cười, cho người thuốc giải, xin hãy nương tay. Chỉ thấy một chiếc bình nhỏ màu trắng ném ra từ trong phòng, người áo xám bên ngoài đưa một tay đón lấy, khẽ mỉm cười, thật thông minh. Thảo vô phương chỉ cảm thấy bên cạnh có bóng người vụt qua, Hoa vô môn đã mang theo hắn nhảy vút lên ba thước, leo qua mái nhà đi mất. Đã nói là chạy đến nhạn môn thì chẳng thà ở lại đây, đáng tiếc có đứa nghe mà không thùng. Người áo xám lắc đầu cầm theo thuốc dài bước vào phòng, mở nắp bình ra rắc một ít bột xuống, nước màu xanh trên đất biến thành màu đen. Y đỡ lấy đầu Trung Xuân Kế, đổ một ít bột vào miệng nàng. Đến lúc Trung Xuân Kế tỉnh lại chỉ thấy trước mặt là một đôi mắt tròn xoe đen láy đang nhìn mình không chớp nàng giật mình kinh hãi chỉ thấy mình đang nằm sóng vai cùng một đứa bé còn chưa đầy tuổi đang mon men nhích lại gần nhìn nàng không phải nàng vừa trúng kịch độc rất mạnh à sao lại ở đây trung xuân kế ngồi bật dậy đầu óc choáng váng may mà vừa vặn bám được vào thành giường mới không ngã xuống đất bên cạnh có người ôn hòa nói kịch độc trong người cô nương còn chưa được dài cần phải nghỉ ngơi, xin đừng dậy vội. Nàng quay đầu lại, người trước mắt có mái đầu màu xám cho, tóc đã được búi lên, nhìn một lúc mới nhận ra là đường lệ tư, đường công tử đã cứu ta sao. Trong lòng nàng vẫn mơ hồ không rõ đường lệ tư hãy còn nhỏ tuổi, lại mang thân phận quốc cữu cao quý, vừa rồi đến nàng còn không chống đỡ được, vậy y cứu nàng bằng cách nào? Và lại, không phải y đang mang bệnh trong người sao? Quần áo đường lệ từ mặc ban nãy là đồ ngủ, trông hơi bất nhã, lúc này y đã thay sang một bộ áo thư sinh, càng tôn lên mặt mày đẹp như tranh vẽ. Nàng khẽ trao mày, cổ tay phải đường lệ từ đeo một chiếc vòng bạc, chất liệu tuy không phải thượng hạng nhưng hoa văn trên đó tinh xảo, có thể khắc cả bốn mùa chim muông hoa cỏ và mười mấy nhân vật lên đó tựa như tú nữ thiêu hoa thì hẳn là một vật vô giá, người này quả thực thần bí khó lường. Chỉ nghe y nói, Hồ đã chứng kiến thi đình hạc chết, phong lưu điềm hiển nhiên sẽ muốn giết người diệt khẩu, dù sao chuyện về tinh quỷ cửu tâm hoàn cũng không thể nói cho người ngoài biết. Trung Xuân kế hỏi, phong lưu điềm, đường lệ từ gật đầu, phong lưu điềm là nơi bán tinh quỷ cửu tâm hoàn, ngoài thi đình hạc ra, tây phong kiếm hiệp phong truyền hương, thiết bút văn thụy kỳ cũng chết vì nó. Trung Xuân kế ổ lên, phong truyền hương đã chết rồi sao? Nàng thoáng sợ hãi, Tây Phong kiếm hiệp phong truyền hương vốn làm người trong sạch võ công cũng không tệ, sao lại uống cấm dược. Đường lệ từ bưng chén trà trên bàn lên đưa cho nàng, vợ phong truyền hương là tiếu Nga mi bị phù lưu quỷ ảnh vạn dụ giết chết, phong truyền hương vì muốn báo thù cho vợ mà uống cấm dược. Sau khi giết vạn dụ xong, độc trên người phong truyền hương phát tác lây cho bản thân thiết bút văn thụy kỳ, hai người cùng nhau tự vẫn. Trung Xuân Kế trợn tròn đôi mắt sáng, sợ hãi tột cùng, chuyện này xảy ra từ bao giờ? Tay đường lệ từ bưng chén trà xanh khẽ mỉm cười, chuyện từ nửa tháng trước, mời cô nương dùng trà. Trung Xuân Kế nhận chén trà đường lệ từ đưa, tâm tư vẫn chấn động. Nàng cúi đầu nhìn chén trà trong tay, chén sứ mỏng manh tinh tế, toàn thân trong suốt, vẽ biển mây nhàn nhạt, nhạt thanh tao thoát tục là một món đồ sứ quý giá. Đường công tử làm sao biết chuyện phong truyền hương chết? Đường lệ từ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tựa cây cạnh gường, tin truyền đến từ nhạn môn. Trung Xuân Kế ngạc nhiên hỏi, nhạn môn ư, tin từ tín nhạn Giang Thành, đường lệ từ gật đầu. Thi đình hạc theo dõi Giang Thành, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sẵn. Chỉ vân theo sau thi đình hạc, thế là nghe được câu chuyện hai người nói với nhau ở hồ Tiểu Yến. Thuốc độc phong truyền hương dùng là của thi đình hạc tặng, khi uống hắn không hề biết trong thuốc có độc sau khi phong truyền hương giết vạn dụ thì độc tính phát tác, thi đình hạc muốn vét hết của cả tiền bạc của hắn để mua tinh quỷ cửu tâm hoàn, nhưng phong truyền hương cương quyết từ chối. Sau đó phong truyền hương chạy trốn thì được Văn Thụy Kỳ thu nhận, độc lây sang người Văn Thụy Kỳ, hai người phát hiện độc này không giải được mới cùng nhau tự đoạn kinh mạch mà chết, có thể nói là hy sinh vì nghĩa. Trung Xuân Kế nói, phong truyền hương vốn là quân tử. Đường Lệ Từ nói, Giang Thành và Phong Truyền Hương cũng là bạn thân, hắn một mực điều tra cái chết của Phong Truyền Hương, cha ra liên quan đến Thi Đình Hạc. Ta đoán hắn muốn thông qua cô để báo việc này cho Tôn sư Tuyết Tuyến tử, hoặc là muốn thông qua Tuyết Tuyến tử để tìm Minh Nguyệt Kim Y thủy đa bà giải độc, đáng tiếc, chưa gặp được cô đã chết dưới kiếm của Thi Đình Hạc. Chỉ Vân cũng không ngờ được Thi Đình Hạc sẽ ra tay giết người, không kịp cứu viện nên thẹn quá hóa giận bây giờ đã xông thẳng tới nhạn môn rồi. Trung Xuân Kế cúi đầu im lặng hồi lâu, nhưng trước đó chỉ Vân đã biết chuyện tinh quỷ cửu tâm hoàn từ lâu rồi. Đường lệ từ khẽ mỉm cười, không sai, trước đó chỉ Vân đã biết chuyện tinh quỷ cửu tâm hoàn rồi, là ta nói cho hắn biết. Trung Xuân Kế liền ngồi bật dậy, là ngươi, ô, a, a, e, a, đột nhiên có một đôi tay mềm mại nếu lấy tay áo nàng từ phía sau nàng ngồi bật dậy quá nhanh đứa bé kia mặt mũi hớn hờ cười khanh khách tóm lấy tay áo nàng khoa tay múa chân đường lệ từ gọi phụng phụng đứa bé kia cực kỳ tủi thân nuốt xuống tiếng cười sắp phát ra rụt rè rút tay lại rồi chầm chậm chui vào trong chăn trốn trung xuân kế nhìn đứa nhỏ rút vào chăn kia mà buồn cười đây là con trai ngươi à đứa nhỏ thật đáng yêu đường lệ từ đáp con một người bạn trộm vía thông minh lanh lợi Y thoáng dừng lại một chút rồi nói tiếp, chuyện tinh quỷ cửu tâm hoàn đã manh nha từ đầu năm, trong đó có nội tình chưa nói với người ngoài được. Trung Xuân Kế càng cảm thấy khó hiểu, nhìn đường lệ từ không chớp mắt. Diện mạo người này thanh tú, chân mày bên trái có một vết sẹo tuy mờ nhưng kéo dài vào tận mép tóc, loáng thoáng nhìn ra được vết thương năm đó vô cùng nguy hiểm. Đường công tử là hoàng thân quốc thích, vì sao lại rời kinh thành bước vào trốn giang hồ lẽ nào không lo người nhà thấp thỏm nhớ mong. Đường lệ từ đáp, chuyện này lại càng không thể nói cho người ngoài biết. Trung Xuân kế cúi đầu uống một ngụm trà, cảm thấy thật gượng gạo, trên đời sao lại có người ăn nói kiểu này chứ. Mở miệng đóng miệng câu trên câu dưới đều nói nàng là người ngoài, dù nàng đúng là người ngoài đi chăng nữa thì nói thế cũng hơi bất lịch sự. Nàng là trò giỏi của tuyết tuyến tử, không ít thì nhiều người ta cũng nể mặt nàng xưa nay chưa từng gặp ai tỏ thái độ hờ hững lạnh nhạt với nàng như vậy. Cô nương bị hạ độc, thương thế chưa lành hẳn. Tiền phòng của ta ở quán trọ này còn tám ngày nữa, nếu cô nương không chê thì hãy ở lại đây nghỉ ngơi. Đường lệ từ bế phụng phụng trên giường lên. Ta còn có chuyện, xin tạm biệt ở đây. Trung Xuân kế thắc mắc, nhưng bà chủ ngoài kia, bà chủ ngoài kia chẳng phải đã bị giết rồi sao? Làm sao nàng ở lại đây những tám ngày được cơ chứ? Đường lệ từ khẽ mỉm cười, bà ấy chỉ bị chuốc thuốc mê thôi, ngủ một ngày là khỏe lại. Cô nương nghỉ ngơi đi, nếu gặp sư tôn tuyết tuyến tử thì nhờ cô nương gửi lời hỏi thăm của đường lệ từ tới bạn cũ. Trung Xuân Kế càng lấy làm lạ, vùng vẫy xuống giường, người quen sư phụ ta sao? Nếu y là bạn cũ của tuyết tuyến tử, chẳng phải ngang vai với sư thúc nàng ư? Sao có thể chứ, đường lệ từ chẳng ư ừ hữ gì, cười cười rồi đi mất. Oanh yến bay lượn, hoa cỏ xanh tươi, sâu trong cây cỏ giang nam là một đại viện kín cổng cao tường. Một vị thiếu niên mặc áo lam đứng trước cửa lớn sơn son ngẩng đầu nhìn trời, mày kiếm nhíu chặt dường như đang lo lắng cổ thiếu hiệp. Một ông lão dâu rậm đen bóng thở dài nói, hôm nay chắc tên chỉ vân kia không tới nữa đâu, cậu không cần tận lực canh cửa như vậy, mấy ngày nay thiếu hiệp đã vất vả rồi. Thiếu niên áo lam lắc đầu, người này võ công cao cường, hành tung xuất quỷ nhập thần. Chưa biết hắn lèn vào nhạn môn rốt cuộc có ý đồ gì thì ta trung quy vẫn không thể lơ là. Vừa nói đến đây thì một chàng tiếng vó ngựa truyền tới, thiếu niên áo lam quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con bạch mã có bớt hoa mai từ xa chạy tới. Đang dục ngựa phi ảo ảo là một thiếu nữ mặc xiêm y tím nhạt, tay áo tung bay để lộ khí chất thanh nhã phiêu giật mà không hề ngang ngược thô bảo, chính là Trung Xuân Kế trông thấy thiếu niên áo lam đứng ở cửa, nàng mỉm cười rồi ghim cương ngựa, Mai Hoa Nhi lập tức hí dài rồi dừng vó. Trung Xuân kế tung người bay lên như một đóa hoa mai trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt thiếu niên áo lam, cười nói, đã lâu không gặp, cổ đại ca vẫn khỏe chứ. Thiếu niên áo lam khẽ mỉm cười, chắp tay làm lễ, đã lâu không gặp, trung muội vẫn khỏe chứ, khê đàm vẫn vậy. Sau đó quay sang ông lão dâu đen bên cạnh, vị này là môn chủ nhạn môn, Giang Phi Vũ, cha của tín nhạn Giang Thành. Trong lòng Trung Xuân Kế khẽ chấn động, gương mặt ảm đạm, Giang bá bá. Giang Phi Vũ vuốt dâu nói, cô nương không hổ là đồ đệ danh môn, phong thái quả là xuất chúng. Nhắc tới khuyển tử kia của ta, sau khi hẹn với cô nương đến giờ đã được hai tháng rồi, chẳng hay cô nương có biết bây giờ nó đang ở đâu không? Trung Xuân Kế đáp, chuyện này, ở hồ Tiểu Yến, Hồ Tiểu Yến, Giang Đại Ca đã. Nàng cắn răng, đã chết dưới tay Thi Đình Hạc ở Hồ Tiểu Yến. Giang Phi Vũ cả người chấn động, nghẹn ngào nói: chẳng lẽ những lời mà tên Chỉ Vân kia nói là thật? Trung Xuân kế hỏi: Chỉ Vân đã đến nhạn môn rồi à? Thiếu niên áo lam đáp: hắn chẳng những đến nhạn môn mà còn tự tiện xông vào gác dưỡng cao của nhạn môn không thèm xin phép ai cả, lục tung phòng ngủ của tất cả mọi người, ăn trộm hết thư từ cá nhân luôn miệng nói thi đình hạc hại chết giang đại ca rồi. Nói trong nhạn môn nhất định có người cấu kết đưa tin cho thi đình hạc nên thi đình hạc mới có thể đuổi kịp giang đại ca ở hồ Tiểu Yến rồi giết người diệt khẩu. Chẳng lẽ những gì hắn nói đều là sự thật? Hắn tiến lên một bước, trung mũi, danh tiếng nghĩa hiệp của thi đình hạc vang khắp thiên hạ. Ta làm sao có thể nghe lời một phía từ miệng chi vân được? tuy hắn là người trong hắc đảo, nhưng mội nghĩ những gì hắn nói không hề dối trá. Trung Xuân kế ảm đạm kể, muội đến hồ Tiểu Yến cũng không gặp được Giang Đại Ca, chỉ thấy xác Thi Đình Hạc. Thiếu niên áo lam ngạc nhiên hỏi lại, xác Thi Đình Hạc. Thi Đình Hạc võ công cao cường, đánh bại được cả Dư Khớp Phượng thì làm sao lại bị kẻ khác giết được? Trung Xuân kế nói, lúc muội thấy hắn thì trên xác hắn nổi đầy ban đỏ do chúng kịch độc. Dựa theo lời Chỉ Vân nói thì Thi Đình Hạc uống một loại thuốc giúp tăng cường công lực mới có thể đánh thắng Dư Khớp Phượng hắn chết dưới đao của chỉ vân là vì lúc ấy kịch độc phát tác không còn sức chống trả giang phi vũ đổi sắc mặt thi đình hạc chúng kịch độc rốt cuộc là do hắn tự uống hay do chỉ vân ra tay thiếu niên áo lam lắc đầu nói chưa từng nghe nói chỉ vân biết cách hạ độc nếu hắn biết hạ độc thì hôm qua lúc giao chiến với ta đã dùng đến rồi hắn chọn rút lui chứ không định liều một trận sống chết với ta trung xuân kế cúi đầu nhìn xuống vạt áo tuy chỉ vân tính tình quái đản nhưng muội tin những gì hắn nói là thật huống chi muội cũng được hắn cứu nếu hắn là người hạ độc giết chết thi đình hạc thì lẽ ra nên giết muội luôn trên đời sẽ không còn ai biết chuyện này nữa nhưng hắn lại cứu muội từ tay người khác trong lòng nàng nghĩ thầm hai người kia ai cũng độc lạ theo cách riêng chuyện về đường lệ từ bớt nói đến thì hơn dù sao hai người đó cũng là chủ tớ coi như chỉ vân cứu nàng đi thiếu niên áo lam kinh ngạc hỏi lại hắn cứu mùi vậy sao hắn không nói trung xuân kế thẩm nghĩ hắn cũng không biết người kia đã cứu mình đột nhiên thấy hơi buồn cười khóe miệng khẽ cong lên hắn lão tử cứu ngươi lúc nào tiểu cô nương ăn nói lung tung đừng có gán ân huệ của hồ ly tóc trắng kia lên đầu lão tử phía trên đầu đột nhiên có người lạnh lùng nói trung xuân kế giật mình mặt mũi lập tức đỏ bừng Cả đời này hiếm khi nói dối một lần mà lại bị người ta bắt quả tang tại trận, nàng rậm chân không biết giải thích thế nào. Thiếu niên áo lam và giang phi vũ đều ngừng đầu lên, phía trên cánh cửa lớn sơn son, một người áo trắng vắt vèo hai chân ngồi thẳng lưng, nhìn mấy người bên dưới một cách khinh bỉ. Lão tử muốn giết cả cái nhạn môn này của ngươi thì dễ như chờ bàn tay, nếu lão tử thật sự hạ độc chết thì đình hạc thì việc gì phải vờn nhau với bầy rùa các ngươi mấy hôm nay chẳng thà lụi mỗi người một đao giết hết một lượt cho xong giang phi vũ cất giọng khàn khàn giang thành đã chết thật sao chỉ vân nói chết đến không thể chết thêm lần nữa lão tử biết ngươi đau lòng nhưng cũng không thể nói hắn còn sống giang phi vũ khóc lóc thảm thiết thiếu niên áo làm đỡ lấy ông vẻ mặt phức tạp bảo hắn tin những lời chỉ vân nói ngay bây giờ thì hiển nhiên khó mà làm được chỉ vân ngồi trên cửa trông thấy vẻ mặt hắn lành lạnh nói Bạch đảo trung nguyên giặt một lũ rùa bò, nếu các người không tin lời lão tử thì để ta giới thiệu một người. Lão tử ăn nói khó nghe, nhưng nếu y nói thì chắc các người thích nghe lắm đấy. Kẻ nào, bên trong nhạn môn đã có mấy người nghe động tĩnh mà chạy ra, dẫn đầu là một người áo xanh đeo kiếm. Như mày nhìn chỉ vân ngồi trên cửa, nếu các hạ là bạn không phải địch thì có thể xuống khỏi cửa lớn, nói chuyện lễ độ hơn chăng? Chỉ vân đưa mắt nhìn trời lão tử không thích xuống đấy, ngươi làm gì được. Người kia giận dữ rút kiếm, vậy khác nào ngươi coi nhạn môn chúng ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, mặc ngươi xỉ nhục sao? Chỉ vân đáp, chẳng lẽ sai à? Người kia giận đến run rẩy cả người, ngươi, ngươi. Trung Xuân Kế vừa khó xử vừa tức giận lại vừa buồn cười. Miệng lưỡi chỉ vân lợi hại đến đâu nàng đã từng nếm thử, chẳng trách người ngay thẳng nhất trong nhạn môn là thiết nhạn phác trung cừ cũng bị hắn chọc điên đến cỡ này. Chỉ nghe chỉ vân nói tiếp, người sống bao năm vẫn còn trẻ trâu thì bớt thỏ đầu ra đây lắm chuyện. Nhìn người run bần bật thế kia, công phu hạ bàn vẫn còn kém lắm, đánh nhau với người khác chắc kèo bị người ta móc cho một cái là gục. Người kia ngẩn ra, quả thực công phu phần tay hắn rất cao, phần yếu nhất trong võ công đúng là nửa người dưới hắn nắm chặt trường kiếm trong tay chỉ vào trì vân ngồi trên cửa, giết không được mà tha cũng chẳng xong, mặt mũi đầy vẻ căm giận. Người muốn ngồi trên đấy đến bao giờ? Bên ngoài cửa có tiếng người ôn hòa nói, trước mặt các vị tiền bối trong giang hồ sao có thể ăn nói như vậy? Mấy người trong nhạn môn vốn đang kích động bỗng nghe được hai câu này, liền cảm thấy đây là âm thanh du dương nhất trần đời. Mười mấy chữ người này nói ra, chữ nào chữ nấy đều là lời hay ý đẹp đều là lẽ phải mà nãy giờ họ muốn nói nhưng không nói ra được chỉ vân trên cửa hư một tiếng vậy phải nói thế nào người ngoài cửa mỉm cười nói đương nhiên là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên rồi người cư xử kiểu này bảo sao nhạn môn muốn tống cổ ra ngoài không mời ngươi vào uống trà nói chuyện giang phi vũ vẫn đang thương tâm vì cái chết của con trai thiếu niên áo lam buông giang phi vũ ra sải bước tiến lên mở cửa lớn chỉ thấy bên ngoài có một vị thiếu niên áo vải bế một đứa trẻ sơ sinh trước ngực, mặt mày thanh tú, đôi môi mỉm cười. Ông tự cho là mình quen biết rất rộng nhưng không nhìn ra lai lịch của vị thiếu niên trước mặt, chỉ thấy y khẽ mỉm cười gọi, chỉ vân. Sau lưng thiếu niên áo lam khẽ nổi lên làn gió, chỉ vân đã nhẹ nhàng đáp xuống đất, vỗ vỗ đất cát trên người hậm hực nói, coi như ta sợ ngươi. Nói rồi chỉ vào người vừa mới tới lạnh lùng nói, người này họ đường, tên đường lệ từ Thiếu niên áo lam chơ mắt ra mà nhìn, không biết phải đối đãi thế nào. Trung Xuân kế vội nói, vị đường công tử này chính là nghĩa tử của quốc trượng đương triều. Giang Phi Vũ nghe nói y là hoàng thân thì lập tức thấy phiền. Công tử mang thân phận tôn quý, sao lại đến nơi này? Đường lệ từ bế phụng phụng bước vào cửa, Trung Xuân kế giới thiệu cho y. Vị này là thanh khê quân tử cổ khê đàm cổ thiếu hiệp, vị này là môn chủ nhạn môn giang phi vũ giang bá bá vị này là thiết nhạn phác trung cư phác bá bá đường lệ từ mỉm cười nói không hành lễ được với các vị tiền bối xin tiền bối lượng thứ Phác trung cử nhìn y bế theo một đứa trẻ sơ sinh thầm nghĩ người này thân phận nhập nhằng dù là hoàng thân quốc thích thật thì đã làm sao người trong giang hồ nên ít giao thiệp với hạng người này thì hơn vậy nên ông ta chỉ hư một tiếng không đáp Cổ khê đàm hỏi, đường công tử thân phận tôn quý, không biết có chuyện gì quan trọng mà lại đích thân tới nhạn môn. Đường lệ tự đáp, không dám. Ta rời kinh thành vốn có chuyện quan trọng khác cần làm, chẳng qua có việc này phải nói rõ với nhạn môn. Y liếc nhìn chỉ vân rồi khẽ mỉm cười, ta vốn không định viếng thăm mạo muội thế này đâu, nhưng nghĩ lại nếu để ai đó một mình đến đây nhất định sẽ quậy phá tung trời, không yên tâm được nên vẫn phải đến làm phiền một chút. Chỉ vân trợn trắng mắt nhìn y, đường lệ từ coi như không thấy, vẫn ấm áp dịu dàng như gió xuân. Phác trung cử lạnh nhạt nói, miếu nhỏ như nhạn môn không chứa được pho tượng Phật lớn như công tử, chẳng hay là có chuyện gì. Đường lệ từ nói, Giang Thành điều tra ra cái chết của phong truyền hương có liên quan đến thi đình hạc, chuyện hắn đến Hồ Tiểu Yến gặp chung cô nương còn có ai trong nhạn môn biết. Phác trung cử lạnh lùng đáp, ta và môn chủ đều biết, chẳng lẽ người muốn nói hai người chúng ta có liên quan đến cái loại độc dược gì gì đó sao đường lệ từ khẽ mỉm cười nếu giang thành chết vì lý do này thì hai vị không cảm thấy đây là việc nghiêm trọng sao nếu chuyện này liên quan đến thi đình hạc chỉ vân và trung cô nương thì một người là thiếu hiệp bạch đảo một người là đầu sỏ hắc đảo còn có một người đại diện cho cao nhân tuyết tuyến tử trên giang hồ điều này cho thấy phạm vi liên quan đến nó rất rộng nếu nhạn môn có thể cung cấp chút manh mối thì đó là phúc cho giang hồ. Lời này nói ra khiến Pháp Trung Cử ngần người, Giang Phi Vũ dùng mình một cái, đường công tử nói phải, ông ngừng đầu lên, Giang Thành vì cái chết của bản thân mà vào cuộc, không biết chỉ thiếu, các hạ sao lại dính vào chuyện này. Chỉ Vân hơi dao động, quay sang liếc nhìn đường lệ từ. Đường lệ từ khe khẽ thở dài, tiền bối có biết chuyện Minh Nguyệt Thiên Y Bạch Cô nương nhà họ Bạch bỏ nhà ra đi không? Giang Phi Vũ trầm ngâm nói, đã từng nghe, nhưng... Đường lệ từ tiếp, Bạch Tố Sa là vợ chưa cưới của Chỉ Vân, Bạch Gia từng chịu ơn của Chỉ Vân. Hai năm trước Bạch Tiên sinh Bạch Ngọc Minh của Bạch Phù đã hứa gả Bạch Tố Sa cho Chỉ Vân để báo đáp ơn cứu mạng. Nhưng hai người gặp nhau chưa được mấy lần thì Bạch Tố Sa bỗng dưng vô cớ bỏ nhà ra đi đã hơn một năm nay. Chỉ Vân điều tra chuyện này thì biết nguyên nhân Bạch Tố xa rời nhà chị e cũng liên quan đến độc dược kia. Giang Phi Vũ xúc động nói, vậy hôm nay ta sẽ kiểm tra các đồ đệ, gặng hỏi từng người xem rốt cuộc là kẻ nào tiết lộ chuyện Thành Nhi hẹn gặp Trung Xuân kế ở Hồ Tiểu Yến. Nếu không phải do gian tế mật báo thì Thành Nhi đâu đến nỗi chết dưới tay thi đình hạc. Đường lệ từ gật đầu, Giang Phi Vũ bèn mời y vào phòng khách ngồi, lại sai người pha trà. Trung Xuân Kế còn đang nghĩ vừa rồi mình nói dối giấu đi chuyện được Đường Lệ Từ cứu, đột nhiên lại nhớ tới câu nói của Đường Lệ Từ, đương nhiên là phải đi nhẹ nói khẽ, cười duyên rồi. Người cư xử kiểu này bảo sao Nhạn Môn muốn tống cổ ra ngoài, không mời ngươi vào uống trà nói chuyện mà cười thầm. Quả nhiên người này nói năng kính cẩn lễ phép, mặt mũi tươi cười, Nhạn Môn lập tức mời y vào uống trà. Nàng lén nhìn sang Chỉ Vân, chỉ thấy chỉ vân vẫn giữ vẻ mặt khinh thường theo sau đường lệ tư đưa tay ra giúp y bế phụng phụng sau lưng là người của nhạn môn đồng loạt chố mắt nghẹn họng mà nhìn mấy ngày sau thanh hòa đạo trưởng của võ đang đến nhạn môn nghe tin thi đình hạc đã chết thì tỏ ra hết sức đau lòng ông lại kể trong giang hồ đã có vài môn phái phát hiện môn đồ uống chất độc lạ lây nhiễm thành dịch bệnh không có thuốc chữa rất khó giải quyết Giang Phi Vũ hỏi Minh Chủ Võ Lâm Giang Nam Phong có biết việc này không? Thanh Hòa đạo trưởng đáp từ ngày Giang Nam Sơn Trang bị vi bi ngâm phá hủy. Giang Nam Phong đã mang theo con trai lui về ở ẩn, từ đó không nghe tin tức gì nữa, không biết an nguy hai người ra sao. Mà mấy vị thiên nhãn ruột tu, bạch phát dung ẩn, thần y kỳ dương sau khi bạch Nam Châu chết cũng không rõ hành tung, nghe đồn là đi dò tìm thiếu gia thánh hương mất tích từ lâu chỉ e không thể trợ giúp việc này ngay được. Mọi người nghe tin này đều thở dài, cảm giác trận chiến với Lý Lăng Yến và vây giết Thượng Huyền, Bạch Nam Châu mấy năm trước giống như một giấc mơ vậy. Giờ đây các vị hiệp lữ phân tán bốn phương, chỉ e không thể tái hiện trận thắng năm ấy. Những vị có danh tiếng trong võ lâm đua nhau tụ hội ở nhạn môn bàn luận về cái chết của Thi Đình Hạc, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng tuyết tuyến từ đâu. Trung Xuân kế âm thầm thở dài, sư phụ nàng chỉ e đã coi phong thư nàng vất vả gửi đi là trò đùa, căn bản không đoái hoài gì đến nó. Chỉ vân ở cùng đường lệ từ trong một gian phòng khách nhỏ của nhạn môn, cũng chẳng thèm để tâm xem các vị tiền bối giang hồ bàn luận và nhận định thế nào về chuyện thi đình hạc. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.